Xin chào các bạn, tôi đến từ Anson. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng và điều khiển chiếc xe Lamborghini 8801E. Nó có hai màu vàng và màu đỏ. Bây giờ tôi sẽ mở chiếc xe này. Bây giờ tôi sẽ lắp pin vào bộ điều khiển. Bộ điều khiển nó gồm hai pin loại 2A. Còn đây là pin xe. Bạn chỉ cần cắm chui vào đây là được. Đây, nó có một cái khe. Sau đó đóng lại và bật on. Bây giờ tôi sẽ điều khiển thử các bạn xem. Khi chúng ta tiến tới thì đèn nó sẽ sáng. Đèn trước sẽ sáng. Ngược lại thì đèn sau sẽ sáng khi chúng ta lùi. Đây là điều khiển phải, trái. Đây là đóng mở cửa. Thank you.
thì